bố đã quyết định không thể thay đổi. Cạn xong ly rượu này, băng rắn hổ mang chính thức tan rã. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Băng rắn hổ mang mà chặt đầu rắn hổ mang. Cái điềm không hay rồi, cái hậu không tốt rồi. Con rắn đứt đầu, con rắn chết tươi, máu rắn đỏ tươi, con rắn chưa chết. Ê bà kia, bà làm gì ở đây? Ma rừng, nhiều ma rừng. Bắt đàn rắn chết, hồn rắn bay lên, máu rắn đỏ tươi. Ma rừng. Ê, ở cái rừng rắn hổ mang này ai cũng bị cắn đến điên cả rồi. Im đi, bả là thầy mo đó. Rừng rắn hổ mang này thiêng lắm, nói bậy bạ. Ma rừng bẻ cổ bây giờ. Đi với lão bố cả chục năm nay, bây giờ bố bảo dần, ở cái đất này không buôn hàng trắng, không đào vàng lậu thì lấy cái gì mà ăn? A Thòn, dạy tôi cái nghề coi bói đi, sau này coi bói kiếm cơm qua ngày. Ê, lo cái gì vậy? Đâu phải muốn coi bói là coi bói đâu. Cái nghề coi bói là phải có cần, có cờ, có duyên mới làm được. Coi bói này là nói những cái chuyện mà thiên cơ bất khả lộ, tổn thọ lắm á, đừng có mà ham. Vậy A Thòn, ông coi dùm tụi tôi coi chục năm nữa cái nghề nào thịnh, ông chỉ tụi tôi đi học. Theo A Thòn bấm lộn á là biết được khoảng 20-30 năm nữa, có một lữ tặc giang hồ quy tụ một đám trẻ trâu chửi bới nghệ sĩ đó. Rồi xong rồi nghệ sĩ không có hát hò ca hát về lượt luôn. Thời thế liên lão bây giờ muốn ngầu á là làm giang hồ đi, đúng không? Đợi lão bố lấy vàng mang về xem ông chia cho tụi mình được bao nhiêu. Kha khá 20-30 lượng á mở cái quán nhậu sống qua ngày, còn ít á thì làm vài ve quanh sầu. Lão bố đã có lệnh rồi đấy, không được dính dáng đến ma túy. Thằng nào thích chơi đi chỗ khác mà chơi. Ủa đại ca, thằng đứa hiền nào vậy đại ca? Im bụng. Nè, bộ muốn không còn cái răng gặm xương hả? Trời ơi, mày nói bậy bạ dại dột quá đi thiệt. Thôi con ngồi chơi vui vui vẻ. Ảo mà biết là lão bố giấu vàng ở đâu không? Đây ra mà hỏi con gái lão ấy. Ê trời, lại tỷ mà biết là thế nào à? Lại tỷ cũng nói cho Hổ nghe à, vợ yêu của mình mà. Yêu yêu cái gì? Yêu cái đầu mày. Dạ, la hoài lanh hoài không có thương yêu à Thần vậy đó. À Thần qua nói có chuyện quan trọng là bữa nay á lão bố đi lấy vàng mà Thần bấm lộn á, nó bữa nay là sâu lắm, ngày mai đi lấy đi. Lo cho lão bố nghe rồi mà lão bố không chịu nghe, quyết định ngày hôm nay dẫn đi lấy vàng. Im mồm, toàn nói lộn. Ê mày ở đây canh cửa chút nha. Có công an. Đại ca, đại ca, ở ngoài kia có công an, tụi nó nhiều lắm. Hả? Ờ dạ. Có biết, chuẩn bị công an. Công an hả? Ờ dạ công an hả? Đi lấy lồng nghề, lấy lồng nghề đi. Anh em trong băng rắn hổ mang, chúng tôi là lực lượng đặc nhiệm. Toàn bộ khu nhà trên đã bị bao vây. Tôi đề nghị anh em đầu hàng vô điều kiện, bỏ súng xuống, để tay lên đầu, bước ra khỏi sân. Sao bọn công an biết hôm nay chúng ta tập trung ở đây vậy? Chiến không hả đại ca? Giờ sao? Tôi chỉ nhắc cho anh em biết chùm băng đảng lão bố đã bị tiêu diệt, ma sỏi đã bị bắt sống.
Bố. Ê nha, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi trời, bình tĩnh đi bà lại tỷ. Trời ơi thấy chưa, lão Bố bị băng rồi. Bữa nay là ngày sau mà lão Bố không nghe, bây giờ đi rồi lên tỏ lớp tối tóc bậy bạ cái gì. Im mồm, bọn nó lừa đấy. Bố. Lão Bố không thể bị bắt được. Bắt chưa. Đại ca, chúng nó ở ngoài lối nhớ nhiều lắm. Mình đang trong khí kẹt, mình làm sao đây? Dạ, nhiều công an quá giờ sao. Im. Bây giờ như thế này, đứa nào muốn sống thì cứ ra đầu hàng. Ta không trách cứ gì đâu. Dù sao chăng nữa thì băng rắn hổ mang cũng vừa tuyên bố tan rã rồi, rõ chưa? Buôn ma túy bị coi là án tử, đầu hàng có nghĩ gì đại ca? Đúng rồi đại ca, là một trận tôi đã đời bằng rắn hổ mang mà chết trên đầu rắn hổ mang là sẽ vô danh vô thỏ đó đại ca. Chúng mày đã dám chết, nhưng chết như vậy không xứng. Bằng rắn hổ mang đâu phải là bằng ăn sống sợ chết. Một ngày là anh em, suốt đời là anh em. Đi. Tôi đại úy Lê Linh, chỉ huy đội đặc nhiệm, đề nghị anh em đầu hàng vô điều kiện. Anh em sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bây giờ tôi tính thế này. Bà Thòn, mày có nhiệm vụ bảo vệ Ba Lam. Đi ra cửa sau. Rồi. Cứ trên sườn đồi này mày tiến. Rồi. Rõ chưa? Đứa khác có thể chết, nhưng Ba Lam không được chết. Rồi. Nhớ chưa? A Thòn nhớ rồi. Dạ biết. Ơi. Hả? A Thòn đưa A Lam đi. Nhưng mà A Thòn không có súng. Này, mày chịu trách nhiệm đi cùng với A Thòn và Ba Lam đi bằng lối cửa sau này. Cứ men sườn đồi mà đi. Đi dẫn lên đi. Anh em chia ra nhiều hướng mà chạy thoát thân càng nhiều càng tốt. Nếu gặp bọn công an chiến đến cùng thì chơi đến cùng, bắn chết hết chúng nó cho tao, rõ chưa? Chiến. Ấy, có công an. Ta báo cáo, không tìm được các hộ. Lục soát thật kỹ. Rõ. Báo cáo, 3 tên bị thương đã đưa ra xe, 10 tên bị tiêu diệt, 3 sỏi đã được đưa về trại giam. Cho anh em rút. Rõ. Ảo tỉnh dậy rồi. Mừng quá. Ảo mình được lòn tụ rồi. Ảo trời, A Thòn với lại Lại Tẩu té xuống vực may mắn là thoát được. Bây giờ mình lòn tụ rồi, vui quá. Thế còn Điếm đi đâu? Bây giờ Lại Tẩu lăn ngồi nghỉ mệt. Sư mày, con Điếm rồi. Ôi mày, chuyện này là như thế nào hả? Nói ngay, tao giết. A Hổ à, bình tĩnh đi. Lại Tẩu à, Lan có bầu à. Lão Bố đâu ở đâu? Tao không nghe họ nói gì hả? Công an bắn chết ba tôi rồi. Có
Chúng ta sợ nhá, đừng có giáo bố. Đi lấy vàng về để chia cho anh em. Lão ấy thì chết, còn ba sọ thì bị bắt. Hả? Không thể nào xảy ra chuyện đó được nhá. Mày là con gái của lão bố, mày thừa biết rằng lão bố không bao giờ bị đánh úp hiểu ấy, rõ chưa? Bây giờ Tí bộ, mày có biết là tất cả anh em dẫn đồng bang đã chết trước mặt tao không? Tại sao công an lại có thể lên chiếc đồ dẫn đồ bán dễ dàng như thế được? Trong tất cả các ngã đường đã cho mọi người canh gác cẩn thận rồi cơ mà. Tại sao một trung đội cảnh sát lại có thể lên đây được? Mày là con gái của lão bố, mày phải biết. Nói cho tao biết ngay. Nói ra không tao biết. Lại tẩu à, mà lẽ lòng à, chết đó. Ý mô, nói nhanh nhanh cái gì hả? Trời ơi, bả mắc lẽ rồi, làm ơn cho bả đừng có lẽ được không? Con lít mà lẽ giờ này á là trời ơi, là giết cha, giết mẹ, là lại quả. Mày nói nhanh nhanh cái gì hả? Làm ơn cho bả đừng có lẽ được không? Trời ơi, con lít mà lẽ ngay cái giờ này á là nó sẽ mang một cái mệnh là triệt lòng công lại sát phụ. Nghĩa là cái gì? Có nghĩa là lẽ nó ra rồi á, trước sau gì á nó cũng giết cha. Mà lúc đó báo chí cũng đã lừa tin rồi, là lão bố bị bắn chết. Bây giờ A Hổ lằn lặt lòi tìm lão bố, không khác bây giờ tìm hồn ma bóng quế á. A Thon, lão bố là một người túc trí đa mưu. Cái vùng rừng đồi rắn của mang này nằm trong lòng bàn tay của lão. Tao theo lão hơn chục năm trời, tao hiểu rõ. Người khác có thể chết, nhưng riêng lão thì không. Còn lối A Thon á, lão bố sống hay chết không quan trọng, nhưng mà thằng tức một liều là lão bố hứa chia vàng cho anh em, mà anh em chưa nhận được một miếng vàng nào hết là lão bố chết queo. Trời, nhiều khi nghĩ lại buồn muốn khóc. Tao cũng hận lắm, hận bầm gan tím ruột. Tao sẽ trả thù, khóc thì không làm được gì cả. Buồn thì người ta khóc thôi. Nè, dậy đi. Thức cả đêm ôm cái máy, sáng ra thì ngủ. Cứu chứ có phải người đâu. Dậy ăn cơm rồi đi học kìa. Nhanh lên. Ôi trời ơi. Đau không? Đau. Ui, nhanh lên. Mở mắt ra là cái máy tính, cai một bữa không được hả? Bữa nay là sinh nhật của con đó. Hột quẹt hết ra rồi, khỏi phải đốt nến. Muốn ướt gì thì ướt luôn đi. Ừ. Ha. Ừ.
cầu cái gì? Cầu cho có con Y7 32 gươi. Thôi nha, cái đống kia tốn của tao là cả chục triệu rồi đó. Trời ơi, cái máy tính xịn trên thế giới người ta phải cả 100 triệu mới đủ đồ chơi. Chứ có 10 triệu làm như nhiều lắm mẹ kể. Thôi đi, tiền ở đâu ra cả 100 triệu phục vụ cái thú vui chơi tốn kém của mày? Chỉ có... Chỉ có gì? Tốt nhất là năm nay ông đừng có về nữa. Về nữa tôi giết thiệt á. Tao thôi này, tao vừa liên lạc với tay cán bộ ở tỉnh này, sẽ tính những cái chuyện làm ăn lâu dài ở đây. À, vậy là hổ rồi, tính dời mấy cái sòng bài Campuchia về đây làm á. Còn đúng vừa thôi, vui quá thì bố từng nào chịu được. Việt Nam làm sao mà đồng ý cho mình mở sòng bài? Chứ hổ tính làm gì? Trước tiên tao sẽ mở công ty làm ăn thật đàng hoàng thực tế, phải tạo ra một cái nơi trụ thật ổn định. Sau đó thì mình tính tiếp thì tìm thằng cha lão bố. À, thằng thấy à, A-Lam á, không có biết lão bố đâu là thiệt á, lánh cỡ nào á cũng không tìm ra được lão bố đâu. Không nói ra, ta phải quánh tiếp, quánh đến khi nào á, hoặc là thôi. Thôi mà, để mẹ cắt miếng bánh sinh nhật ăn nha, mẹ cũng không có muốn thấy cái mặt trời đánh của ổng nữa. À. Ừ. Chiều đi học về á, ra bà Tám á, lấy cho mẹ một cái hộp quẹt ga mới, với lại ai lấy một chai dầu hôi. Mẹ trả tiền rồi, chỉ mang về thôi nghe chưa. Ăn nữa không? Miếng nữa. Nghe học nha. Ê, đừng có nói chuyện lánh. Giờ lo chuyện quan trọng là phải coi chừng thằng A Cô. Thằng A Cô á, dù gì là nó cũng mang cái mệnh là giết cha. Bởi vậy á, nó mà giết A Hổ rồi á, anh Thuần không biết phò ai á. Thầy ơi, em thấy máy tính của mình virus nhiều quá, bây giờ em cài lại Win cho mình nha. À, cứ cài đi. Dạ. Ở ngoài đó không có máy tính đâu. Ủa, thầy đã mời phụ huynh của em đến đây mà sao bây giờ không thấy ai tới vậy? Gì đây? Bệnh lao. Ai bệnh? Mẹ em. Mẹ em bệnh? Mẹ em bệnh là không tới đây được gì? Em sợ lây thầy chứ gì? Dạ. Vậy là em ngoan quá chứ. Em còn nghĩ đến sức khỏe của thầy, sợ lây thầy phải không? Dạ. Quá ngoan. Cái này được thưởng á. Mẹ của em, không tới đây thì làm sao chứng kiến được? Mai mốt em sẽ là người bị đuổi. Chứ bây giờ mẹ em tới đây rồi, lỡ mẹ em lây bệnh lao cho thầy, thầy hư hết một bên phổi rồi sao thầy hát karaoke? Đúng rồi, em lo cho thầy vậy tốt quá mẹ. Thầy thật sự không hiểu nha, không hiểu làm sao mà các thầy các cô đều ca ngợi em là con người thông minh sáng dạ. Dạ thầy ơi, em sửa xong rồi. À, sửa xong hả? À, em nhớ gài cái phiên bản mới đó cho thầy nha, 5.000 bài lần đó. Dạ để em cài cho. À, ừ. Tất cả các môn của em trong đây nè, một số môn trong đây quá trời tệ. Văn nè, một tiết kiểm tra 3 lần 1 điểm, 15 phút kiểm tra 2 điểm. Vật lý vắng mặt 4 tiết 1 tháng. Em học cái gì vậy? Em học cái gì vậy lĩnh? Học gì mà để làm cái gì? Triệt đồng công đại sát phụ là cái quái. Nó cho Thoàn biết nhá, thằng ất con này nó he một tí, nó bẻ cho lõi cổ ở đó mà sát phụ phụ mê tín dị đoan tào lao không mà. Lúng giời lúng giời, mê tín dị đoan tào lao không mà. A Hổ không có mê tín dị đoan, không có tào lao vậy mà hồi lo giờ bay lâu lại là nhờ A Thoàn làm quân sư cho. Bây giờ thấy A Thoàn bói toán hết linh nghiệm thì cho A Thoàn về Holy làm dân lương thiện an nhàn được rồi. Ủa sao kỳ?
tâm để có bị lộ không trời. 10, 10, 10 6 cái 10 điểm. Thầy nhớ rồi. Thầy nhớ là em giỏi về vấn đề vi tính như vậy. Nhưng mà thầy nói cho em biết nè, em á, không phải em giỏi về vi tính vậy là em sẽ trở thành một kỹ sư vi tính đâu nha. Đó là một ý nghĩ sai lầm. Đó, em thấy chưa? Muốn tạo được một cái trang web hiện đại như thế này nè, là phải do thầy Kiên cùng thầy và các thầy khác nữa mới tạo nên được như vậy. Em hiểu chưa? Cho mượn máy. Em nói chuyện với ai vậy? Em nói chuyện với anh này, cho em mượn máy. Trời ơi, thầy Kiên là lớn tuổi hơn em đó. Em nhỏ nhưng mà em có võ. Gì cười? À thôi này, cái mắt rắn hổ mang á, gắn trên vai của mày nặng đô lắm á nhá. Thế mày nghĩ mà thoát khỏi tay tao mà bọn công an đã không lần ra tung tích của mày, bắt mày nhốt mày vô trại hả? Tao mà lĩnh án tử hình thì mày cũng chung thân một phép. Dưa gan mà đỏ đít thì cà cũng đỏ chôn. Ai cho mày là người lương thiện? Thì bởi vậy, bởi vậy thằng mới theo phò A Hổ hoài, bảo vệ A Hổ đó. Nhưng mà dù gì á, cũng phải thương yêu A Thần đi, đừng có nói những cái lời mà chỉ trỏ vậy, lặn dọc quá, bạc bẽo quá. A Thần phồn á, tuổi thân khóc thầm á. Thương quá à. Trai già rồi mà giận hơn như là gái mới lớn. Thôi, công trình của tôi cả tháng đó, chú đừng có phá. Định à, thầy biết em mê vi tính lắm, nhưng mà trước tiên á, năm nay là em phải cố gắng học làm sao cho đậu lớp 12. Chứ em đã lưu bang một năm rồi, muốn làm kỹ sư vi tính là em phải tốt nghiệp cấp 3, rồi em phải thi vào trường Đại học Công nghệ Thông tin thì mới được. Hiểu chưa? Chán dễ sợ. Ý dạ, suốt ngày chê chán, không có thương yêu gì hết trơn á. Trời ơi, lại đi bây giờ ý đi à, bây giờ có sức khỏe là có tài là tới một ngày nào lo đi cái thằng lo hả à cô á nó giết mình rồi đó, rồi lúc đó là bà biết à. Cấm mồm, còn nói xui nói gở thì giờ cái miệng nói xui nói gở không có nói xui nữa. A Hổ yên tâm đi, có A Thần ở đây rồi, thằng A Cú nó không có tới gần A Hổ được đâu. Nó muốn giết A Hổ á là nó phải bước qua xác của A Thần. Còn nữa, thầy á là thầy của em, đâu có thể nào để cho em dụ thầy như vậy. Ngày mai thầy sẽ trực tiếp đi gặp mẹ em, thử coi bệnh lao của mẹ em có lây được thầy không. Nè, nghe cái phổi của thầy ra mì da mì da. Thầy luyện thanh như vậy thầy chấp mẹ em lây luôn. Làm ơn đi về lớp đi. Hẹn về. Mấy đứa nhỏ này chỉ thích máy tính, mê máy tính thôi, chứ có học hành gì đâu, toàn chơi không. Thì cũng giống mình hồi xưa chứ gì đâu. Trời ơi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Tại giờ mình lớn rồi, mình mày đặt ra nghiêm túc để dạy tụi nó thôi chứ gì đâu. Thầy cũng bá đạo ghê ha, rất là thành thật. Thầy cũng người trần mắt thịt mà, chứ đâu phải là tiên tánh gì đâu em, phải không? Trong cơn gia biến, một mình Kiều đứng ra cán đáng thu xếp mọi việc, băn khoăn cân nhắc giữa việc Hiếu và Tình. Kiều thấy cả hai đều rất là nặng, nhưng rồi nàng quyết định bán mình chuộc cha. Cha và em được tha về, việc nhà đã tạm ổn, Kiều mới nghĩ đến chuyện tình duyên. Trước hết nàng nghĩ đến nỗi khổ của người yêu, phận mình dù thế nào cũng đành
Nhưng nàng không đành lòng với tình cảm của chàng Kim. Làm thế nào để người yêu đỡ khổ? Băn khoăn, nàng quyết định chọn em gái của mình là Thúy Vân để thay nàng trả nghĩa cho Kim Trọng. Nè nè, hai ông kiếm ai vậy? Hình dáng của chồng mày mà mày không nhớ ra sao hả? Nhớ chứ, cho nặng đầu. Còn doanh rồi. Ây da, trời ước lon hết. Rồi các em mở máy tính lên hết đi. Dạ rồi ạ. Các em đã thấy giao diện asset hết chưa? Dạ rồi ạ. Khái niệm đầu tiên là bảng, hay còn gọi tiếng Anh là table. Table hay bảng là nơi để chứa dữ liệu. Nó gồm có nhiều hàng. Mỗi hàng sẽ chứa những cái thông tin của một cá thể xác định của một chủ thể. Hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi các em có thể thao tác thử nha. Chạy mượn máy chút đi. Mày lại cút tiếp nữa hả? Trên lớp học chán lắm. Cái bộ môn này khó, toàn trắc nghiệm. Làm hộ tao thì tao cho mày mượn máy. Ờ hả? Có lý này. Đến tao là rể, tao còn nhớ ngày hôm nay là ngày chết của ổng ấy. Thế mày là con gái, mày không nhớ sao? Hả? Không có cung kiến đèn dầu hương khói gì hả? Hết dầu hơi quẹt, tôi chưa có đi mua được. Xong. Ui, mày mới học lớp 11 mà mày đánh máy như này. Sau này mày trở thành con quái vật hacker à? Hả? Vậy giờ em mượn máy được chưa? Chơi đi. Đi đâu đấy? Đi lấy nước cho khách chứ đi đâu. Khách nào? Ông chứ ai. Cái đồ của mày à? Hả? Hôm nay là ngày giỗ ông già vợ tao, mà tại sao mày không cung kiến gì cho nó chu đáo hả? Hay là mày nghĩ là ông vẫn chưa chết? Có đúng không? Tôi tính đơn giản, có hai mẹ con tôi à, trừ thằng nhỏ đi học cho tôi mới làm. Con này khùng à? Thế mày không nghĩ rằng tao có mặt ở đây à? Hả? Mày với tao như vậy còn hơn người dân nữa. Tôi tính làm gì? Ừ, con này. Ôi trời ơi. Hết giờ rồi, các em có thể ra về. Tắt máy hết nha các bạn. Rồi cầm lấy, đi mua đứa con gà. Kiếm lấy chai rượu ngon ngon á, mang về đây. Cầm lấy. Ông cất đi, tôi có tiền. Có tiền? Có tiền thì để lên mà nuôi cái thằng nhóc á. Nha. Hôm nay là ngày giỗ ông già lưu đạn rể quý này nè, là phải báo tiệc cho nó đoàn hoàng, tử tế, chu đáo. Đúng không A Thòn? Lúc rồi. Lại tao không có hiểu, lại tao không cảm lì. A Hổ lóng tính vậy thôi. Nhưng mà bên trong là khác. A Hổ là một cái người mà miệng xà, nhưng mà tâm á. Tâm cũng xà luôn chứ gì. Ê dạ. À, chưa được lắm. Kéo kéo. Đúng rồi, kéo rộng ra đúng rồi. Dạ. Đó, hình nó phải vậy, nó mới đẹp. Ê. Hello. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy ông Xuân? Ông nghĩ sao mà có văn nghệ mà không có túi? Trời ơi. Bây giờ tóm lại là ông tổ chức lúc mấy giờ? Có nhạc sống không? Trời ơi trời, sao ông lạc hậu quá trời vậy trời. Cái giờ mà ai mà chơi mấy cái đàn điện tử đó nữa. Ông phải mướn nguyên cái băng nhạc. Ừ. Chơi cho nó quay. Rồi, quyết định vậy á. Ok. Giỏi quá ha. Tôi dạy cho bao nhiêu kiến thức, coi được nhiều sách rồi, làm cái chuyện vậy đấy hả cậu Cú Điềm? Tang trường, tạo tung bay cửa mây trăng. Tang trường, chờ em đi qua về lối này.
Ủa, trời ơi, gì trời? Cười cái gì? Mấy cuốn sách thầy đưa con đọc á, cái phần PhD code đó viết rất là chán luôn. Được mỗi cái phần Python thì còn tạm. Nhưng mà thầy, mấy cuốn sách đó là dành cho mấy người làm game, em không có hứng. Bộ sách đó là của bạn thầy ở Sài Gòn gửi xuống cho thầy. Tất cả những kiến thức của nó được tổng hợp từ đại học danh tiếng ở nước Mỹ, Harvard đó. Nhưng mà có sách nào hay hơn không thầy? Còn sách nào nữa? Tất cả các sách rồi tài liệu của thầy là em đọc hết rồi còn gì nữa. Nhưng mà chắc ở Sài Gòn thì sẽ nhiều sách hơn đúng không thầy? Alo. Alo, nghe nghe. Qua đây. Qua đây liền với thầy. Trời ơi trời, em qua đây em mới thấy được. Cái gì mà kính gì, cái gì mà rung rỡn vậy trời. Qua đây liền. Trời ơi là trời. Phải chi mà ghép mình vào con bướm con ong. Tao đâu có chấp. Cái đằng này nghĩ sao mà tưởng tượng như mình giống như con heo vậy trời. Tao mà biết được ai làm chuyện này tao không có bỏ qua cho nhau. Mày giống cà trốn với tao hả? Nói đúng mà. Cà trốn gì đâu. Tâm không xà thì làm sao làm chùm băng rắn hổ mang được. Đúng thằng trời ấy. Lão bố ấy, thằng cha già của mày ấy, thì muốn là một tên trùm. Còn tao ấy, chỉ là thế hậu sinh khả. Ủa thôi. Lĩnh à. Dạ. Cái chuyện sách vở á, mà nói sao nha. Thầy tìm hiểu á thì nghe nói là em không chịu học tất cả các môn còn lại đúng không? Và năm nay khả năng của em bị cấm thi rất là cao. Thì nghĩ càng vui thôi thầy. Tại sao lại vui? Em đang nghĩ tới cảm xúc của mình thôi. Em không có nghĩ tới cảm xúc của mẹ em hả? Nhưng mà mấy môn đó học chán lắm thầy. Hồi nãy em ngủ gục trên lớp á, xong em phải xin đi ra đây á. Chán em không phải học. Mẹ con đâu rồi? Đi học rồi. Bảo nó đừng có về nhá. Nhìn cái bản mặt nó ghét dơ đó hả? Nghe chưa? Nó cũng đâu có muốn gặp ông làm gì. Học mà không có hứng thú, không có đam mê, không có khiếu gì cái mà mình học thì cũng giống như học dẹt vậy thầy. Sau này thì cũng giống như là nước đổ lá môn vậy đó. Tất cả mọi thứ đều vô dụng. Thầy biết. Nhưng nền giáo dục ở Việt Nam đã như vậy rồi. Bắt buộc tất cả các học sinh phải học đều ở tất cả các môn, nhồi nhét kiến thức. Mặc dù có thể những kiến thức đó không phải là kiến thức phổ thông. Sau này nếu mà em ra đời đi làm, nó không có áp dụng vô được thì vô dụng. Ôi luật được rồi. Lề phòng vậy là đúng. Tránh xa thằng A Cú ra lì. Thằng đó là nó mang cái mệnh là triệt đồng công mà lại sát phụ, là nó là giết cha đó. Đừng có nghĩ là mê tín dị đoan. Có tình có lành, tránh xa là càng xa càng tốt. Chứ không phải như ở những nước phương Tây. Học sinh á được quyền chọn những cái môn theo khả năng của mình, theo sở thích của mình. Từ đó họ cũng định hướng cái nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh luôn. Vậy mới là giáo dục phổ thông mang tính thực dụng cao á thầy. Nhưng mà em nghĩ cũng lạ, sao nước mình không chịu học theo người ta đi ha. Chứ bắt cả thầy lẫn trò ai ai cũng phải mụ mị. Thầy thì mụ mị về chuyện đi dạy, học trò thì phải mụ mị về chuyện học. Trong khi tất cả những cái kiến thức đó sau này đâu phải là sẽ sử dụng hết đâu. Triệt đồng công đại sát phụ. Đúng rồi. Tao sợ đấy. Chẳng qua là tao nhìn cái bản mặt của nó tao ghét lắm. Mà quan trọng là kiến thức đó sau này ra đời cũng chả có áp dụng được gì hết. Em thấy là ra đời xong cũng sẽ quên, vô dụng à. Em nói cái chuyện mà cả xã hội này ai cũng đều thấy vô lý hết. Đó. Nhưng mà thầy trò mình buộc phải tuân thủ theo. Nhưng mà mình phải xem đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Chứ không phải giống như một cái cây. Sống ở mặt đất này đã khó rồi, nói chi đến chuyện chống trời. Đúng không? Không lẽ bây giờ thầy cũng bất lực mà trò cũng bất lực, phải chịu đựng cái sự không hợp lý này hả? Mà càng nghe nói thì nó thật mày càng rú. Bữa nay làm vợ của lão bố á, lễ đi lễ ông lại đi. Chứ giờ em muốn thầy phải làm sao? Nếu như thầy không đồng ý á,
thì thầy có thể xin nghỉ việc về quê trồng rau nuôi heo. Còn em, nếu như không đạt được điểm trung bình ở tất cả các môn á thì buộc phải lưu ban. Mà em bị lùi lại hai lần như vậy á là phải buộc thôi học. Là khi đó thì cánh cửa vào đại học của em cũng khép lại. Rồi vào đời em không kiến thức, em làm gì? Em chỉ có thể là đạp ba gác hay đạp xích lô thôi. Em có muốn cuộc sống của em sau này như vậy không? Ê à, lão Bố à, phải lại làm dỗ à, mời uống rượu à. Rượu ngon à lão Bố. Ê, dạ để cháu ngồi lại đi. Dạ Vũ ông xuống nhậu làm cái gì không biết là. Lại tao ăn lừa gà không? Ăn liền. Em không muốn. Nhưng mà thôi, không có nói nhiều nữa. Lệnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì cấm em bước vào phòng máy này. Thầy, sao được thầy? Trừ khi là thầy nghe lại á, em đạt được thành tích tốt ở tất cả những môn còn lại. Thầy chơi vậy nặng với em quá. Sao mà nặng? Thì em nghĩ lại đi. Nếu như em bị đuổi học á thì em cũng đâu có bước được vô phòng máy này đúng không? Thế vì chi bằng bây giờ em cố gắng học đi. Nè, thầy suy nghĩ dữ lắm mới nghĩ ra được cái chiêu này đó nha. Rồi cái gì? Thầy phải suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái chiêu mà không hề giống với cái tên này thầy chút nào á hả? Chứ sao? Thầy tên Tâm mà cái chiêu của thầy không có tâm. Mày nghĩ coi, ông già vợ tao hứa cho tao 50 kg vàng mà lão ấy hứa lèo, có coi được không hả? Bà ổ à, đang ngồi ở kế bên là ổ cá mập á, lo chuyện nhỏ nhỏ rồi. Vậy mà lão ta ôm hết vàng đi, biến một lèo. Hôm nay là đám dỗ của ổng ấy, thằng già hứa lèo ấy. Dạ A Hổ à, đừng có lo như vậy. Lão Bố ở đây á là ly á, là ly chết, chứ không phải là ly lâu. Ly chết là ly ở chỗ này là bán vé ly mà không có bán vé về. Bởi vậy là đừng có nói lão Bố à lừa đảo à, thất hứa gì hết à. Thôi uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền, uống liền. Thôi, thầy mà không có tâm thì thầy đâu có chỉ cái điều hay lẽ phải cho em. Thầy cứ việc vên râu lên cho em zero điểm. Lúc đó hả, em về nhà bị ba đánh tét nứt cho mà coi. Cái người đó thì cho dù em có được điểm cao hay không có điểm, hay có đi học hay không đi học thì ông cũng đánh em hết á. Mà em nghĩ cũng lạ thầy, ông ghét em vậy, ông đẻ em ra làm gì ha? Tao còn nhớ là ngày trước mày bói là ông ấy còn lâu mới chết, rất thọ cơ mà. Sao bây giờ mày lại tin là ông ấy đã chết hả? Đúng rồi. Toàn à có coi báo ấy à, cho lão Bố á là cái quẻ âm dương á, là cái quẻ nó nói á là lão Bố là sống là trường thọ mà. Ê da, sao chết sớm vậy? Ê da, chết rồi. Hôm nay cái nghề coi bói của Toàn lục rồi, hư rồi, không có làm được. Thôi bây giờ Toàn bỏ nghề luôn. Bây giờ Hổ hứa với Toàn sẽ lui Toàn đi. Toàn nguyện sẽ lưng khăn sửa túi cho Hổ suốt cả lời. Nhưng mà em nói vậy là sao? Tức là ngày nào em cũng bị ba em đánh hả? Không phải là vậy. Miễn là không gặp nhau, chứ gặp nhau là đánh. Một năm ổng về nhà cũng được có mấy lần. Mà hình như đây là ngày giỗ của ngoại em, chắc chắn ông sẽ về. Thôi thầy em đi. Thòn, tao nuôi mày để mày làm nghề bói toán, bói cho được đúng. Thì quân sư cho tao để đánh đâu thắng đó.
chứ không phải tao nuôi mày để rồi thành thằng vợ được. Tao thương mày. Hả? Có thương hả? Không có nghĩa là tao cùng hệ với mày. Mày cứ làm nhảm mãi cái bài này. Này, tao nghe mãi mà cũng mắc ói. Thì miễn là sao có A Thương rồi A Thoàn là lượt rồi. Nhưng mà đừng có lời vậy, đừng có lời lời cay lắng như vậy chứ. Trời, như muối sát vô tim vậy, lao nhói cõi lòng mà. Lên. Chào thầy. Lên. A Thoàn, mày bói đúng á. Lão búa, thằng già khốn nạn đấy, túc trí đa mưu còn lâu mới chết, mà làm sao chết được? Khi trên người hắn ấy mang 500 kg vàng, hỡi lão bố, lão già khốn nạn đang ở đâu? Tao tin là lão ấy đang ở một nơi nào đó trên trái đất này. Lão ấy coi thường những thằng ngu như tao như mày. Ê, ảo à. Ê, già ngủ luôn rồi. Trời ơi, hình như là còn 3 câu á mới hết à. Ôi, thằng Lâm còn nói là lão bố sẽ chửi tao là ngu như chó, ngu như bò, ngu như trâu, rồi sống mới gục ngủ chứ. Trời, càng ngày càng lớn tuổi rồi, uống rượu nhiều quá bây giờ yếu à, ngủ sớm hơn thường bữa. Hy vọng là Lâm sau á, A Hổ sẽ quên hết những chuyện cũ. Lên. Dạ. Đợi thầy xíu. Em làm gì mà đi nhanh quá vậy? Em về nhà có việc chút thầy. Nhớ lời thầy dặn đó, làm cái gì thì cũng phải nhớ đến mẹ mình đầu tiên. Mẹ em rất là thương em, cho nên là đừng làm mẹ em buồn nữa, nhớ chưa? Dạ. Thôi em đi đi. Đi thầy. Ừ. Dạ, lại thầy Thảo à, dọn giùm. Mỗi lần nè. Để lên. À là. Đây. Thầy Thông, thầy Thông có nhắn thằng Lĩnh á, thầy đừng có về nhà không vậy? Tôi nhắc nó rồi. À, vậy được, đừng có cho thằng Lĩnh nó gặp A Hổ à, gặp nó không mà lớn chuyện à. Trời, ngon ngủ lè. Gì nữa hả? Ủa,